biết hút không chịu đi khám phá. Nếu vậy mà cầm sách bút mà đi với tao mà đánh giá, tao đưa mày về châu thổ xem thuyền mà đánh cá. Còn mấy thằng nhóc mà không có thích vui lòng mày tránh ra. Mời mày bước tới đất miền Tây tao cho mày nghe tiếng đàn cò. Mua một cửa sông nước và mày sẽ thấy các đàn cò. Mày đi thì đừng có lo những thứ ở đây là đàn. Mày không biết những con người luôn sống thì không biết tất cả nỗ lực để kiếm miếng ăn. Yeah.